Xin chào cô chú anh chị và các bạn nghe cả nhà ơi, bữa nay làm lẩu cá nghe nhà. Làm lẩu đó, đây là cá nạo quý nè cả nhà. Thịt bằm đó cả nhà. Thì ý nấu bữa nay nấu lẩu ngọt cả nhà thì lấy bằng củ sắn với củ hành để làm nước ngọt đó cả nhà. Thì đây là rau lẩu của mình nè cả nhà, bông bí nè. Cải ngọt nè, rau càng nè, cá càng tảo cả nhà. Với hành, rục cây đỏ, ớt nãy hỏi sẽ dồn mà chả vô đây nè cả nhà. Và nấm kim châm nè cả nhà. Và mời cả nhà vô bếp cùng với nghe. Thì bây giờ ý sẽ mình sắc củ sắn cả nhà nè, mình lấy nước ngọt á. Thì củ sắn này mình sắc, mình lấy nước ngọt thì mình cũng cần sắc nhuyễn cả nhà. Sắc gì đó mình lấy nước ngọt thôi. Mà mình vớt ra mình bỏ rồi, mình không có lấy ăn nên mình cũng không cần sắc nhuyễn với sắc miếng vừa ăn đâu. Còn củ cải đỏ thì ít với tỉa bông. Củ hành nó thì sẽ khử cho mình làm nước luôn. Này ý mua củ hành nhỏ là đủ rồi cả nhà. Thì ý sắc gì đâu mình khử lấy nước chắc ngọt thôi. Chờ lại miếng hồi mình để vô chả cho nó ngon. Vậy là giờ mình quay qua mình khử nước ngọt trước đi cả nhà. Đang mình lấy nước ngọt, nước ngọt mình nấu cũng hơi bị khá lâu quá. Lò điện nha cả nhà. Thì chả đã nóng hồi nãy để dầu vô, đang mình khử củ hành đó. Mình khử củ hành cho nó thơm, đang lấy nước cái nước mình nó thơm nó ngon hơn. Thử thôi, có mùi thơm rồi đó cả nhà, thì để nước vô. Rồi để củ sắn vô đun lần, mình lấy chất ngọt của nước nè. Củ sắn, chất ngọt của củ sắn đó cả nhà. Cái đường nguyên củ luôn cho nó ngon hơn, ngọt. Còn tiếp theo thì ý sẽ đi, mình đi nhồi cá cả nhà. Cá thì ý nạo ra nãy chưa có nhồi á. Giờ ý sẽ ớp gia vị vô đây, ý để là một muỗng hạt nêm cả nhà. Nửa muỗng đường, một miếng bột ngọt, nửa muỗng tiêu và một miếng muối và một muỗng một miếng nước mắm cả nhà. Tôi sẽ chế thêm, để thêm một phần bột cho nó độ mềm của cá dai nữa cả nhà. Thì để đây là hai muỗng bột và dầu ăn. Tôi sẽ để là hai muỗng dầu ăn, một muỗng rưỡi thôi, tại vì cái muỗng mình là muỗng canh nhỏ cả nhà. Tôi sẽ mang bao tay vô đặng mình mọi người nhồi cá. Dập ít sẽ trộn đều lên. Dính vào tay hết rồi cả nhà. Thì ý nhồi cái phần bột với ba cái hạt nêm, đầu nêm gia vị mình đó cả nhà. Xong mới để cá vô, tôi sẽ bóp. Cái để một phần một miếng gia vị vô mình bóp cho đều lên. Rồi phần thịt này cả nhà, thì thịt thì cũng hơi bị nhuyễn, ít xay ra nhuyễn cái loại cái độ nhuyễn luôn á cả nhà. Thì mình lấy như từ từ thôi cả nhà. Để có để hết vô một mớ. Để chế miếng dầu ăn lên cái vô cái thau cái nữa để không hôi nó. Rồi bao tay nó dính đó cả nhà, nó dính vô cái bao tay dính vô cái thau á. Thôi gì là sẽ được rồi nè. Thì bây giờ sẽ để vô cái bọc.
đặng mình nhồi thịt, nhồi cho nó có độ dai của nó ngon đó nha. Rồi bây giờ ý sẽ để vô bọc rồi mình nhồi nữa cả nhà. Ý sẽ chia ra hai bọc cho dễ nhồi á, tại cái bọc đường với bọc đường ký á. Cái tấm thớt của ý nè, để lên mình nhồi chừng nào mà cái phần cá nó không dính bọc là ok đó cả nhà. Này tưởng tượng giống như nhồi nhồi bột làm bánh đi cả nhà. Là cái phần cá mà nó không dính vô cái bọc nè, mà nó được dai đó cả nhà. Nhân ít sẽ nhồi thêm, thì phần nước của mình cũng sôi dữ lắm luôn cả nhà, để cho thiệt sôi luôn, đặng chắc củ sắn nó ngọt nó ra, chắc ngọt củ sắn ra, tại củ sắn nó đâu bị nhừ đâu cả nhà, nên mình không có sợ. Rồi, nhồi một hồi thì phần bọc nó với phần cá nó xong, nó dính với nhau rồi cả nhà. Cá theo cá thì bọc theo bọc đó. Thì ý còn hành lá nè, mình sẽ sắt để vô đó cả nhà. Và phần đó mình xong rồi đó. Rồi ý sẽ để vô cả nhà. Bây giờ mình sẽ nhồi lại cho đều, không cần để tấm thớt gì mà nhồi cũng được rồi. Đó là xong phần phần chả của mình rồi đó cả nhà. Thì sau quay qua ý sẽ sắc bông đó, thì ý sẽ tỉa bông của cây đỏ nè cả nhà. Đó, tới tỉa bông là phần mắc cười nữa, không khéo mà đặt tài lanh nữa nè. Thì mình ý tỉa bông thì ý sẽ tỉa mỏng nha cả nhà. Mỏng quá cái nó không ra cái bông luôn, cái này nó nhỏ quá cái ra cái bông nó không có được đẹp. Tấm thớt mũ ở kia cộp 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 cộp. Nãy chơi ta bông bự luôn. Đó. Ra thành cánh quạt luôn hết cả nhà. Mình thấy nhiêu củ cây đỏ là đủ rồi. Thế sẽ để vô cái ni lại. Phần ớt này á, thì ý sẽ sắt cho nó có độ dài cả nhà. Thôi ở cái dao hết biết bén. Thì ý sẽ gập cái đường này xuống nè. Mình bỏ cái phần hộp với ý tách cái phần hộp bỏ. Lấy cái phần ruột ra,
Đây cũng y gan vậy luôn đó nha. Thì ở đây sẽ có mua 5 trái ớt ngang cho nhà, ớt này ớt không cay, ớt bự đó nha. Đó, để vô cái lựa trái bự không mà đặng mình dễ lấy phần hộp ra với lại cái độ dài nó ngon á, cho nó đẹp nữa. Cứng cái sợ nó ớt nó rất là giòn nên là ý hơi nương nương á. Cái để cái cuốn lại luôn, ý không có cắt cái cuốn bỏ nha. Đây thì phần ớt này ý cũng tách ra được hết rồi nè, 5 trái rồi đang ra nha. Ý bỏ phần ruột này, bây giờ ý sẽ lấy ra một bọc nè cả nhà. Ý cái xay lại cái phần góc nhọn cái lần này nè, nó mình dễ nặng á, để cắt phần góc bỏ. Thì cái phần bông bí của ý cũng là cả nhà nặng vô, cái cắt cái miệng hơi nhỏ rồi nên là mình nặng nó hơi bị khó. Còn ớt trước đây cả nhà, thì mình cũng lấy cái tay á cả nhà, mình đè đè vô cho nó dính vô cái phần ớt nè. Thời ba cái anh họp anh còn nó dai cái nhà nên là nặng cũng khó nặng. Cái này cũng một ý nặng hai tay á cả nhà. Ê gớt, tưởng ra là dễ nặng dữ lắm, nhưng còn nó phần dai của nó rất là khó nặng. Phần thịt nó xay, có khi cái phần thịt nó không có được nha, nó còn cái sớ rồi cả nhà. Ồ, thấy ta làm đẹp, ý làm đẹp chân. Vô trước vậy nè, cái nặng ra chút xíu nữa nha, đang mình nhét vô bông bí nè. Vô cho bông bí nó có chút xíu rồi đó nha. Ta để vô ta nặng, còn ý thì nặng vô rồi để. Nay làm tuy rằng đơn giản nhưng công phu hơi bị nhiều hết đó nha. Đi kiếm ngoài chợ á, đáng lẽ là mua bông bí nở, hơi nở nở chút ở cả nhà cho nó dễ làm, mà bữa nay á toàn gặp là bông bí búp không à, nên đi mua bông bí búp luôn. Xây lại gì thì cái nhà cho nó dễ ra. Thôi không biết đó, nó dễ gãy, nó giòn đó cả nhà nên nó dễ gãy. Đây
trang trí vô cái ni nè cả nhà, hấp dẫn chưa, mà lem cả nhà ơi. Để dĩa này qua một bên. Thì cái phần nấm kim châm này á, thì cái để đây cho nó trắng xanh xanh đỏ đỏ cho nhỏ nó ham. Thì xong cái mình quay qua là mình làm mình nêm cái nước lẩu được rồi đó cả nhà. Còn một mớ bông bí á, thì ý sẽ không có mình dồn chải vô nha. Thế là xong phần rau thì ý không có để vô cái ni này. Thì để ở ngoài đi cả nhà. Để cái ni khác đi. Đây cả nhà ơi, hấp dẫn chưa nè. Thì giờ mình phải quay qua xong mình nêm rồi, nước lẩu mình cũng đã chín sôi, còn nó chín có gì đâu chín thôi cả nhà. Ý sẽ vớt củ sắn ra bỏ, tại cái phần củ sắn này mình lấy nước ngọt thôi. Vớt củ sắn ra bỏ đi, củ cải đỏ còn nè cả nhà, ý sẽ để vô. Vậy sẽ nêm là một muỗng hạt nêm. Cái để trong đây là một muỗng hạt nêm nè cả nhà, với hai muỗng đường, tại mình nêm lẩu ngọt đó cả nhà, thì hai muỗng đường, nửa muỗng bột ngọt. Ý sẽ để ba cái ớt nè cả nhà, để vô luôn đó. Giờ với phần bông bí cả nhà, bông bí có chả nè, mình để vô luôn cả nhà. Vậy để đây là dài vài lát hành, củ hành đó cả nhà, cái chừa lại một mớ nè. Rồi xong á thì mình sẽ thêm càng tạo vô cho thơm là mình bắt đầu khai vị thôi cả nhà ơi. Bây giờ ý sẽ dầm ớt cả nhà. Đó, ăn cho nó the the mới phê cả nhà. Thì bây giờ ý sẽ để rau vô luôn cả nhà. Thì phần cà chả kia mình cũng đã chín rồi đó. Thì để rau cải ngọt vô. Bông bí này mà không để chả nè. Ý để một bên. Rồi lẩu hoành tráng ở cả nhà, nấm kim châm, củ cải đỏ. Mời cả nhà dùng với em. Đây là bún nè cả nhà, ý ăn với bún nè. Thì em sẽ lấy cái giá cả nhà ơi, chan lên. Thì ý cũng trụng cái phần bún cho nó nóng nóng cả nhà, cái mình chan nó cuốn lên nước lên. Mời cả nhà dùng. Thì cái phần này chắc độ là chưa cũng mới, mình thả vô đến giờ khoảng tầm 5-10 phút rồi cũng chưa chín hôm, để cho chín cái khác cả nhà. Thì mình ăn chả trước đây, chả thì mình để lâu rồi nè cả nhà. Mời cả nhà. Phê cả nhà. Cái này trời mưa ngoài húp nồi lẩu này là bá cháy cả nhà. Ăn cho ấm
cái bụng. Quá càng tạo cái nhà thơm. Mình ăn lẩu ngọt cái nó một cái mùi thơm nó rất là ngon á. Nấm kim châm. Có nhà thấy nồi lẩu em không? Em sẽ bớt ra lại quá thơm đó nha. Độ cá nó hơi da mà độ hơi giòn đó cả nhà. Gấp rau ra cho nó nguội. Quá thơm. Có ớt chín chứ chắc ớt nó cũng chín rồi cả nhà. Mời cả nhà. Thấy ngon cả nhà, dính nè. Nó có độ tại phần mình để cái phần cuốn lại, cái phần ấy lại cả nhà, cái nó dính chả cả nhà. Phần ớt nó mềm ở nhà mà nó ngọt, ớt không cay mà. Không cay nhưng nó có hơi đậm nồng của ớt. Bông bí cả nhà thấy cưng luôn đó nhà. Bông bí này ăn dễ phồng mỏ rồi cả nhà. Cái phần nóng ở dưới đây nè. Quá xuất sắc rồi cả nhà, mùi nó rất là ngọt. Mà nó nóng nha. Bông bí ngon. Cái nước nó rất là ngọt tự nhiên cả nhà. Tại vì ý cũng để xịu được cả nhà cũng thấy gì đó. Thì phần ngọt của nước á thường là
củ sắn nó nhiều quá nha, và thêm hành củ hành nữa. Giờ mình để thêm cá này, thêm phần ngọt cái chút chút vô nó phê. Đã quá cả nhà. Nhí cảm ơn cô chú anh chị và các bạn xem hết video quý. Anh nhà ơi hãy đăng ký subscribe cho kênh quý nha ơi. Bye bye.